Các bạn thấy bữa ăn của mình hôm nay ngon chưa? Các bạn thân mến, hôm nay Mận sẽ bày với các bạn cách làm một bữa ăn rất là tốt cho sức khỏe, gồm có ức gà áp chảo, vị sả của mình rất thơm ngon, và salad thì mình dùng bằng sốt salad mật ong, vị chanh vàng và mùi tạt. Một bữa ăn rất là tốt, đặc biệt là trong mùa hè nóng nực như này, mình cần những bữa ăn nhẹ. Thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị phần ướp gà để làm món salad ngày hôm nay nhé. Ngon chưa? Tuyệt vời. Mận sẽ dùng 1/2 cái nhánh sả của mình ấy, bóc nhỏ ra. Đấy. Sả thơm lắm, Mận thích ướp gà với sả rất là thơm. Sau đó là mình sẽ gồm một nhánh tỏi to, mình băm nhỏ nó ra. Tỏi mình băm nhỏ nhé. Sẽ cho khoảng 1 thìa dầu hào này, vì cái dầu hào này làm cho cái món thịt gà mình cứ màu rất là đẹp mắt, mà rất là ngon trong các món ướp ấy. Thì dùng khoảng 1 thìa nhé, hoặc là 1 tablespoon là 1 thìa như này. Dầu hào này các bạn mua xong là các bạn không dùng đến là các bạn cho vào tủ lạnh nhé. Mình bảo quản trong tủ lạnh, bạn hay bảo quản tủ lạnh lắm. Mua một chai này dùng thoải mái, hoặc là 1 thìa này nhé, là 1 tablespoon ấy, 1 thìa dầu hào. Mà cho 2 thìa đi, bởi vì hôm nay bạn làm số lượng gà nó gấp đôi, cho nên là sẽ dùng 2 thìa dầu hào cho ngày hôm nay. Đấy, thế mình dùng 2 cái thìa dầu hào này. Thì cái bột ngũ vị hương này, hay nó gọi là fine spice này, mình để cho một chút thôi, bởi vì nó có cái hương vị thôi, không cho nhiều quá sợ nặng mùi. 1/4 thìa nhỏ ngũ vị hương này. Cho nhiều quá sợ nó nặng mùi, vì cái ngũ vị hương này nhiều người cũng không thích. Mình sẽ dùng mật ong hoặc là bạn có thể dùng đường vàng. Khi mình ướp và mình cho một chút ngọt vào làm cho cái món thịt gà của mình nó rất là ngon. Cho 1 thìa mật ong, 1 thìa như này. Chỉ 1 thìa thôi, nó không ngọt đâu, nhưng mà nó làm cho cái món gà của mình đậm đà rất là ngon. Gọi là 1 teaspoon mật ong đấy. Mật ong rất là ngon nhá. Nhà mình rất hay dùng mật ong để làm bánh này. Các con trai thích ăn mật ong lắm. Thì bây giờ mình sẽ đảo đều nhá. Bạn sẽ cho một nguyên liệu nữa, đó là một chút dầu ô liu, khoảng 10ml dầu ô liu vào. Mục đích là chốc nữa mình sẽ nướng hoặc mình áp chảo ấy, để sau làm cháy gà của mình. Thì mình sẽ cho khoảng 1 thìa hạt nêm. 1 thìa hạt nêm này. Cho vào cho nó đậm đà. Mận rất thích, mận dùng cái loại hạt nêm vị nấm ấy, rất là ngon. Mua một cái gói nhưng mà dùng mãi không hết. Nếm đi nào. Nó rất là ngon, đậm đà, thơm mùi sả, mùi tỏi, ngon lắm. Thì gà mình cho vào ướp, hôm nay bạn dùng khoảng 4 miếng gà ướp gà như này. Hôm nay làm khá nhiều bởi vì làm cho 3 người lớn này và 1 trẻ em. 4 miếng ức gà như thế này và bổ làm đôi như thế này. Bạn thấy chưa, bổ làm đôi như này thì khi mình làm nó rất là nhanh. Bốn miếng ức gà này khoảng 8 lạng nhé. Đấy, mình làm thế. Các bạn có thể làm nhiều một lúc, sau đó là các bạn sẽ bỏ vào, sau đó để hôm sau ăn cơ quan làm, hoặc hôm sau bữa hôm sau mình ăn ý, đỡ mất nhiều thời gian. Bây giờ thì mình sẽ bóp gà để mình ướp cho nó thấm. Cái phần ướp gà mà để gà ngon rất là quan trọng. Đấy. Sau khi mình bóp đều như này rồi, mình sẽ bọc gà lại qua một lớp màng bọc thức ăn, để trong tủ lạnh ướp ít nhất là 30 phút hoặc là 1 tiếng. Còn nếu như các bạn có thời gian thì cứ ướp qua đêm cho những món ướp gà này rất là ngon. Thì bây giờ mình sẽ làm cái sốt salad. Thì mình sẽ dùng cái mùi tạt, Mận dùng cái loại Zealot mùn tạt, hoặc các bạn có thể dùng các loại mùn tạt các bạn có ở nhà để cho cái vị sốt salad của mình ngày hôm nay. Thì mình sẽ cho khoảng 1 teaspoon, đó là 1 cái thìa nhỏ này, mình sẽ cho vào đây cho mọi người, cho vào đây cho mọi người xem nhá. Nó bắn tung tóe ra. Vậy là bạn cho khoảng 1 thìa lớn này, 1 thìa này là 1 teaspoon mùn tạt rồi. Cái salad của mình hôm nay nó cái vị mùn tạt và vỏ chanh và mật ong. Thì bạn sẽ dùng cái loại chanh vàng. Các bạn thấy là bạn rất hay dùng chanh trong các món ăn, bởi vì chanh nó có mùi thơm tự nhiên, cái vị ngon tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe.
Mình nạo lại một chút phần vỏ chanh, một chút để cho cái vị ngon salad của mình nó có mùi chanh rất là thơm. Mình sẽ lấy cái phần nước chanh, vắt lên cái phần nước chanh. Vắt nửa quả nước chanh này. Đấy, là khoảng 30ml nước chanh đấy. Ngon chưa? Mình lấy cái vị ngọt tự nhiên tốt cho sức khỏe là mình lấy vị ngọt từ mật ong. Mình sẽ cho mật ong vào nhé. Một thìa mật ong này. Mình cho một thìa trước, sau đó là mình sẽ nếm phần gia vị, sau đó mình cho sau nếu như mình cần thiết. Rồi khuấy đều một chút. Cho một chút xíu muối như này, một chút nhỏ, một chút muối. Hoặc là 1/4 teaspoon muối đấy. Một chút hạt tiêu. Một chút hạt tiêu. Mình sẽ cho cái món salad của mình cho dùng dầu ô liu nhé. Dầu ô liu rất tốt cho sức khỏe, mọi người có điều kiện mua dầu ô liu ăn rất là tốt cho sức khỏe. Đây là khoảng 15ml dầu ô liu này, mình sẽ cho 2 thìa dầu ô liu là 30ml dầu ô liu nhé. Mình thử cho đấy, sau đó mình sẽ nếm thử xem nó vừa chưa rồi mình sẽ cho thêm sau. Bây giờ thì mình sẽ khuấy đều. Đấy. Các bạn nhìn thấy ngon chưa? Cái sốt của mình ngon chưa? Nó vàng. Bây giờ thì mình sẽ cho thêm một chút dầu ô liu đi. Cho thêm một chút dầu ô liu nữa, một thìa dầu ô liu nữa. Để cho nó loãng cái sốt của mình ra. Các bạn thấy cái sốt của mình nó ngon chưa? Nó đặc, nó ngon, rất là ngon. Cho thêm một chút muối trắng nữa. Mình vừa nếm thấy nó hơi chua chua. Cho mật ong rồi nhưng mà không muốn cho nhiều mật ong thì mình phải kiểm tra. Ngon chưa? Bạn thấy nhìn cái sốt này rất là ngon. Đây là một trong những sốt salad rất là phổ biến ở những nước phương Tây đấy. Đặc biệt là họ hay dùng trong dịp mùa hè này. Nó có vị thơm mát của chanh, rất là dễ ăn, dùng được trong tất cả các loại salad của mình. Giờ mình phải nếm thử. Như này là quá tuyệt vời rồi. Nó rất là ngon rồi. Vậy là cái phần sốt salad của mình đã xong nhé. Các bạn thấy này, cái sốt của mình nó đặc ngon chưa? Thì mình cho cái chảo lên bếp. Mận dùng cái chảo nó có khía cạnh này để mình làm trái cạnh cho nó đẹp mắt. Còn không là bạn dùng nồi gang hoặc là chảo chống dính bình thường. Sau đó là bếp bật chế độ lửa lớn ấy để kiểm tra xem chảo nóng chưa nhá. Mọi người nghe tiếng xì xì xì. Bởi vì dầu ô liu, bởi vì gà thì mình đã ướp với dầu ô liu rồi, cho nên là mình sẽ không nhất thiết là phải cho thêm dầu vào khi mình làm trái cạnh món này nữa. Sàn đều ra thì làm trái cạnh nó đẹp mắt, khoảng thời gian từ 1 phút rưỡi này. Mình thấy là nó ấm vàng, mình phải lật ngay vì nó cháy rất là nhanh. Mình sẽ cho vào lò nướng để nướng. Còn nếu như các bạn mà không có lò nướng thì các bạn đun ở trên chảo cái bếp như này và bật lửa nhỏ hoặc là đẩy vung để cái thịt gà chín. Thế nên mình sẽ cho vào lò nướng thì mình có lò nướng. Thì bật lò nướng ở nhiệt độ là 400 độ F là khoảng 200 độ C. Với miếng thịt gà này mình nướng khoảng 8 phút. Thì thịt gà thì tùy theo cái miếng to nhỏ của nhà bạn. Và nếu như muốn to hơn mình phải nướng lâu hơn. Mọi người kiểm tra nào. Nhìn ngon quá, ủi thơm, rất là thơm mùi xạ. Thì thịt gà mà sau khi mà nướng xong ấy, mọi người nhìn thấy ngon chưa? Rất là ngon. Mình sẽ để đây cho nó nguội khoảng mình sẽ để đây khoảng 3-4 phút, sau đó mình phải cắt thịt gà ra. Thì cái rau salad hôm nay thì tùy theo cái rau salad nhà bạn có rau nào thì bạn dùng rau đó. Ví dụ nhà bạn đang rất thích ăn rau spinach, hay spinach mà hay ở nhà mình gọi là rau cải bó xôi à, hay là rau chân vịt à, hay là rau bina à. Nghĩa là mình dùng cái rau spinach này, ăn sống cái rau spinach này rất là tốt cho sức khỏe. Rau spinach có rất là nhiều chất xơ này, có rất là nhiều chất sắt, rất là nhiều vitamin.
Sau đó là mận sẽ có cái loại rau đang có sẵn nữa, đó là rau ớt thái này và một chút ớt ngọt thái, vì mấy cái loại rau này gia đình mận rất thích ăn đấy. Ớt ngọt thái nhá, chút ớt ngọt thái, một chút rau cải xoăn thái ra cho nó dễ gắp. Đấy thì rau salad các bạn tùy theo rau salad nhà mình, các bạn có rau gì các bạn ăn rau đó. Không nhất thiết phải ăn rau đúng rau nhà bạn có, mà mình ăn cái rau theo mùa là ngon nhất. Bên này lúc nào nó cũng có rau spinach cho nên là bạn rất là tiện. Cho một chút hành tím lên trên như thế này, bởi vì anh xã nhà bạn rất thích ăn hành tím. Cho một chút dâu tây nữa. Bạn nhìn thấy ngon chưa? Salad của mình quá hấp dẫn. Dâu tây bên này đang rất là mùa dâu tây nên rất là ngon, ngon vô cùng. Bây giờ mình sẽ cho cái sốt salad ban đầu mình trộn. Mận sẽ múc từng thìa một, trộn đổ như này, không cho hết một lúc, bởi vì nhiều khi là mình làm sốt salad ấy, mình làm nó nhiều á, mình không dùng đến thì mình có để lại hôm sau mình dùng tiếp. Nhìn sốt salad đặc ngon chưa? Đấy, mình cho khoảng một nửa thôi, sau đó trộn rồi xem mà nếu cần cho thêm, sau đó mình trộn tiếp nhé. Nếm thử xem cái sốt salad mình cho vào cái rau này xem là nó đã vừa chưa, nó đậm đà chưa. Nó rất là ngon, cái sốt salad này nó có vị chanh, vị mùn tạt, nó rất là thơm và dễ ăn. Mình sẽ dùng cái sốt salad này, bạn thể ăn tất cả các loại rau nào, sốt nào cũng được, ngon lắm. Có vị hơi chua chua, ngọt ngọt, rất là dễ ăn, đặc biệt là salad cho mùa hè nóng được như này. Bây giờ thì bạn sẽ bày với các bạn cách phần trình bày sao cho nó vừa nhìn hấp dẫn mà vừa ngon. Nên là cách bạn làm rất đơn giản thôi, là bạn sẽ cho một chút salad này. Đây là bữa tối của mỗi người sẽ có một chút salad này, nhiều rau xanh, đấy, dâu tây, ớt ngọt, ngon quá. Thì rau mình cho một phần, sau đó là bạn sẽ cho thêm, đó là cái nhà bạn đang có sẵn cái quả củ dền nướng sẵn, bạn sẽ cho một chút củ dền vào vào lên trên này. Bởi vì tại sao? Bởi vì không cho củ dền vào trộn cùng, bởi vì củ dền nó ra màu ấy, củ dền nó ra màu nó sẽ làm cho cái salad của mình nó sẽ bị, mình gọi là ố màu, loang màu. Mình sẽ lấy chất béo từ quả bơ nhé. Bạn rất thích ăn bơ, bạn sẽ cho một chút quả bơ cái này, gạn xé nó ra. Xé ra miếng này cắt đi. Các bạn thấy đi, salad của mình nhìn hấp dẫn chưa? Rất là hấp dẫn. Bạn thấy bên này một miếng dâu thôi, có thêm một miếng nữa cho nó cân bằng. Để nhìn cho nó vừa đẹp mắt mà nó vừa cân bằng. Bây giờ thì mình sẽ cho cái thịt gà. Thịt gà bây giờ mình để khoảng vài phút, sau đó mình mới cắt thịt gà ra. Như vậy thì thịt gà của mình nó không bị khô. Bạn thấy chưa? Thịt gà rất là juicy này. Thấy chưa? Rất là juicy nước. Thịt gà rất là thơm mùi xả, thơm mùi, ngon lắm. Tiếp nữa là bạn sẽ cho một miếng cam lên trên như này. Cái miếng cam đỏ chồng bạn rất là thích, không hiểu sao rất thích cái cam đỏ này. Cho nó lên trên như này, nhiều rau quả quá. Thế vậy là mình đã có một bữa ăn tối rất là ngon. Bữa ngày hôm nay, một bữa ăn theo tiêu chuẩn Eat Clean của mình rất là ngon. Nhà bạn hôm nay sẽ ăn cùng với một lát, các bạn thể cho một lát bánh mì đen vào bên cạnh như này, thì nó sẽ có vừa cả tinh bột, bởi vì hôm nay nhà bạn có làm bánh mì đen, cho nên là tối nay sẽ ăn salad này với bánh mì đen. Thì đấy, bày ra cho mọi người ăn. Còn cậu con trai thì sẽ ăn thịt gà với rau súp lơ hấp và rau súp lơ màu xanh, rau màu trắng hấp, ăn cùng với bố mẹ là thịt gà, bởi vì bạn ấy không thích ăn salad. Thì vậy là mận đã làm xong bữa ăn cho ngày hôm nay, một bữa ăn rất là tốt cho sức khỏe. Thì sau cái video ngày hôm nay thì mình chúc quý vị và các bạn làm thật nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng. Để nhận được những video tiếp theo, quý vị và các bạn ấn nút subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.